Rồi, xin được gửi lời chào đến toàn thể anh em các bác trên toàn quốc nhé. Thì hôm nay lại bên em giới thiệu cho tất cả anh em một combo đủ bộ tự chế xe 3 4 bánh nhé. 3 bánh, 4 bánh và một bộ số ben thủy lực, 1 tấn anh em nhé. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp cho em hai số điện thoại có Zalo trực tiếp nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh cho nút like sau anh em có thể xem lại. Thì bên em cung cấp để em giới thiệu lại cho một chút các bác nào chưa xem. Thì đến với kênh của bên em thì em giới thiệu lại một chút nữa. Em là Quyết, em ở Bắc Giang nhé. Thì hai số điện thoại liên hệ mua hàng trực tiếp của bên em kia có Zalo. Thì em hay giới thiệu cho anh em một bộ 3 bánh này, bộ ben này, bộ ben cơ nhé, và một bộ vô lăng thước lái cầu trước nhé. Anh em muốn phanh đĩa cũng có, phanh cơ cũng có nhé. Đấy, thì những cái bộ 3 bánh này thì bên em giới thiệu rất chi là nhiều rồi. Đấy, thì bên em bây giờ em lại giới thiệu tiếp về một bộ combo đầy đủ để anh em nếu muốn tự chế 4 bánh được rồi, tự chế 3 bánh được, và một cái này có ben kéo này chú. Đấy. Đấy, thì đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu cho tất cả anh em là cái bộ tự chế xe trước nhá. Thì một bộ cái gọi là cầu trước ấy thì bên em sẽ có đầy đủ hết, còn nếu mà anh em mua độc như này không thì bên em sẽ bán như này, còn không thì bên em sẽ đầy đủ là một cặp nhíp, một cặp lốp và nhíp lốp đấy, vô lăng thước lái này cho anh em về anh em tự chế. Đấy, đây là hai bánh trước nha các bác nhé. Đấy, còn bộ đằng sau, bộ đằng sau nó chi tiết nó sẽ là như thiếu những có những cái như nào nhá. Thì cầu này, cầu này, đôi bánh, đôi lốp, đôi nhíp anh em nhá. Đấy, và số phụ này, số tiến lùi một tầng nhá. Thì anh em lấy số 2 tầng thì là số 2 tầng. Đấy, còn combo đủ bộ nó sẽ theo cho anh em tất cả đầy đủ hết nhá. Và một cái chi tiết nữa, hôm nay là bộ phụ tùng em giới thiệu thêm, nó là có bộ ben. Đấy, còn các bác nào lấy cả như này thì bên em sẽ báo giá cả cho các bác nhé. Bộ ben này, cầu trước, lốp trước và cầu trước này. Đấy, bộ phụ tùng chế gắp đằng sau này, mới lại bộ ben có đầy đủ hết. Đấy, bộ ben nó có những cái gì, nên em giới thiệu qua một chút để anh em nếu mà mua lẻ nhá. Mua lẻ thì bên em bán lẻ từng bộ phận một. Đấy, anh em muốn mua như nào thì bên em sẽ bán như thế đó. Đây, còn cái cơ cấu của cái bộ ben này nhá, em giới thiệu bộ ben nhá. Bộ ben nó gồm hộp số ben này. Đây, hộp số ben này, đây em để gọn đây nhá. Đấy, hộp số ben này, thùng dầu này, tháp ben này, dây tiêu ben, cần số ben. Đấy, bộ giá ben này anh em nhá, bộ giá, bộ treo ben. Đấy, đầy đủ nó gồm 1 2 3 4 5 6 7 thứ nhá. Đấy, còn phụ tùng ốc nhái là lại đầy đủ hết cho anh em này. Đấy, còn cái cơ cấu hoạt động thì anh em chưa hiểu ấy. Thế kia là tháp ben 3 tầng nhá. À, 3 tháp cao 90 anh em nhá. 3 tháp cao 90. Đấy. Thì cơ cấu nó hoạt động như thế nào thì em sẽ giới thiệu nhá. Đây. Khi anh em mua cái bộ kể cả số như này thì anh em sẽ đấu lối tiếp vào như này. Từ cái hộp số, từ hộp số máy xuống nhá. Đấy, thì phụ tùng nó sẽ kèm theo nó có những cái thứ như này. Đấy, về đủ anh em chế rồi. Là xuống máy này, đây là xuống số mạnh này. Đấy, anh em chỉ đấu lối tiếp như thế này là ok rồi. Còn cái phần ben này thì lát anh em mua hàng thì bên em sẽ giới thiệu cho anh em là anh em lắp ráp như nào. Đấy, còn đầy đủ đây là cơ chế nó gọi là sơ qua để anh em nắm được nhá. Đấy, đây là đủ bộ ben nhá. Đấy, anh em nào hay dùng hỏng những cái này ấy, thì bên em bán lẻ hết. Đây là đủ bộ ben cho anh em này, đủ bộ ben nhá. Đấy, còn đủ bộ 3 bánh đằng sau thì là hộp số tiến lùi này, số phụ này, cầu nha, cầu 3 mức cầu tùy chỉnh cho anh em nha, cầu 80 90, 1m1 đầy đủ hết nhá. Và một cặp nhíp 5 lá dài 75 phân, 5 lá dài 75 nhá, và vành này, vành xăm, vành xăm đầy đủ nhá. Lốp 400-12 cho các bác nhá. Đấy, lốp 400-12. Anh em vừa xem kênh, anh em vừa bớt chút thời gian, anh em đăng ký kênh hoặc là comment anh em muốn mua cái gì thì cứ comment phần dưới nhá. Đấy, còn cầu đây anh em nhá. Cầu bổ đôi này. Đấy, còn anh em thức cầu to hơn nữa thì bên em có cầu to hơn nữa. Thì cái cầu này bên em giờ đang có nhiều mức cầu là cầu 80 này, cầu 90, cầu 1m1 nhá, đầy đủ hết. Đấy. Đầy đủ hết anh em. Nếu anh em là chở nhẹ mà không cần số phụ này thì anh em có thể không lấy số phụ. Đấy. Chứ còn bình thường anh em tháo mấy cái này ra, tháo 4 con ốc ra, anh em tháo mặt bích này, tháo mặt bích nhá, thì cái này nó quay lên trên này. Đấy. Tháo mặt bích thì anh em gắn vào 4 con ốc này.
Đấy, thì nó sẽ có 4 con ốc kèm theo dài hơn thì nó sẽ cắm vào đây anh em lắp được. Đấy, cần cái số này thì anh em mua thì bên em sẽ hỗ trợ anh em lắp ráp, thì là đủ bộ số phụ của nó này. Anh em hỏng số phụ đây thì cứ liên hệ em nhé, hỏng số phụ, hỏng cầu, còn anh em thích mua cái gì lẻ bên em bán lẻ hết cho anh em nhé. Đấy, số phụ này, phanh tay này, quang nhíp, treo nhíp đầy đủ hết cho anh em. Đấy, đấy là bộ combo, một bộ ba bánh thì nó gồm lốp này, nhíp này, cầu, số phụ này. Đấy, anh em mua ben riêng này, số tiến lùi riêng này, hoặc là bộ cầu trước anh em mua riêng nhé. Đấy, thế là bên em giới thiệu chi tiết đầy đủ hết thì một bộ như này thôi. Anh em không lấy ben thì là giá khác, mà có lấy ben có giá khác, hoặc là anh em mua lẻ cái gì bên em đều bán lẻ hết. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé, bên em cung cấp máy ấy. Đấy, anh em nhìn này, máy cũ máy mới bên em có đầy đủ hết nhá, ly fan long zin dòng sen từ máy 100 đến máy 150 đến 100 máy 200 anh em nhá. Đấy, bên em đầy đủ hết rồi, em giới thiệu sơ qua thôi. Anh em là có nhu cầu muốn mua thì alo trực tiếp cho em, hoặc là anh em đăng ký kênh thì vào cái phần video bên em có cái phần chi tiết hướng dẫn chế xe, anh em có thể xem qua nhé. Rồi, chào tất cả anh em.